Good morning, dear Dhamma brother and sister. Today I would like to say the Dhamma talk about summary of meanings of Thiện Sinh Sutra. Right now I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound of bell, and then please follow mindful breathing and mindful breathe out. Now please. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trí huệ lớn Bồ Đề sanh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm
In the evening,
say something wholesome. We had a joyful day and night. Breathe in and breathe out. I know in the morning do something wholesome. In the afternoon do something wholesome. In the evening do something wholesome. We have a joyful day and night, and we have a joyful year and life. Salut, 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 lành thay, lành thay, lành thay. Well done, well done, well done. Breathing in and breathing out slowly, calm and relaxedly. I know, may the day be well and the night be well, the day and night. Whose system our spirit on the mirrors are peaceful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect us. Protect on any time and anywhere. Breathing in, I feel happy. Breathing out, I feel calm and healthy. Breathing in, I know I'm here for you. And breathing out, I know you are here for me. And practicing meditation with my brother and sister today. Breathing in, I know my life will be get weaker and shorter and shorter. Breathing out, I know I am taking the advantage of my life to practice the Buddha teaching
to understand the Buddha teaching and to apply the Buddha teaching into our daily life. Contemplation is permanent. I'm pretending contemplation is permanent. I'm pretending now in and out. Feeling the whole body, I'm breathing in. Feeling the whole body, I'm breathing out. In and out. Feeling the whole mind, I'm breathing in. Feeling the whole mind, I'm breathing out. In and out. Calm and slowly. Breathing in and breathing out. I know sentient beings are numberless. I vow to save them all. Defilements are endless. I vow to end them all. Dhamma cultivation is limited. I vow to practice it. The Buddha way is supreme. I vow to attain it. Namo Sakyamuni Buddhaya. Now please open your eyes and smile together and put your hand together and bow together. Yeah, good morning. How are you today? Today, before we listen to the Dhamma talk and we should practice practice meditation together, it means we should recharge. Our spiritual batteries happily and calmly. When our spiritual battery become full, a lot of time we have a lot of compassion, love and kindness, happiness and joy. And then we can share joy, peace, happiness and understanding together. When we understand like this, and a lot of time we should in the morning, in the afternoon, in the evening, we have time, we should recharge our batteries at least half an hour. Because one day,
We don't recharge our battery, spiritual battery. Other time our battery become less, and we have less joy, happiness, understanding, and peace. We don't. We have a little bit of energy, and we can share someone. Sometimes not enough. And that's why in the morning when we practice listening to the Dhamma talk, we should practice meditation few minutes. And that's why I would like to invite all of you to listen to the Dhamma talk before we after we practicing meditation. Okay, thank you. Maybe someday I will join Dhamma teacher with English, and then I will join that group to say the Dhamma talk with them by Zoom. But right now, sometime in the morning I speak English and Vietnamese together. But when I join Western group, at the time only speak English. But right now, I would like to speak English first, say English first, and then right now, I would like to invite Ho Sangya to listen to Vietnamese. Thưa quý vị, thì khoảng một vài ngày nữa thì có một cái nhóm người Mỹ sẽ mời thầy tham gia về pháp thoại và chia sẻ thực tập quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra, chánh niệm và tỉnh thức. Thì sau đó thì có pháp thoại bằng tiếng Mỹ thì thầy sẽ tham gia với cái group đó, bởi vì cái group đó cũng đông lắm, cho nên dùng cái hệ thống Zoom là để chia sẻ pháp thoại. Một là pháp đàm, hai là pháp thoại, ba nữa là thực tập thiền, thứ tư nữa là tụng kinh bằng tiếng Mỹ. Chứ người Mỹ thì người ta không có tụng kinh tiếng Việt rồi, nhưng là lúc đó mình có khả năng mình hướng dẫn và hòa nhập với chúng người Mỹ ở đây để chúng ta tụng kinh tiếng Mỹ. Lúc đó thỉnh thoảng mà nếu mà thâu âm được thì sẽ share để gửi cái đường link đó cho đại chúng xem. Bây giờ thì chúng ta có thể nói tiếng Mỹ và tiếng Việt, chứ còn khi mà hòa nhập và tham gia với cái nhóm người Mỹ rồi đó thì lúc đó là hoàn toàn là chúng ta sẽ nói bằng tiếng Mỹ và tụng kinh tiếng Mỹ và thực tập thiền chánh niệm bằng tiếng Mỹ nữa. Thì đại chúng hoan hỷ nha. Bây giờ hôm nay buổi sáng thì xin chia sẻ với đại chúng cái đề tài là tóm tắt pháp thoại, là tóm tắt cái ý nghĩa kinh thiền sinh. Ở bữa giờ mình đã tụng tất cả những cái bài kinh đó rồi, bài kinh thiện sinh rồi đồng thời mình cũng có nghe pháp thoại từng cái phương một, thì nói tóm tắt cái bài này để cho đại chúng, để chúng ta cùng nhau và hiểu thêm. Thì hôm nay là cái bữa chia sẻ cái bài kinh này, thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ biết chi tiết về cái kết luận của bài kinh này để chúng ta cùng nắm bắt cho nó thông. Thì bây giờ thầy bắt đầu đi vào cái chi tiết một để cho đại chúng dễ dàng theo dõi nha. Thì qua cái bài kinh này đại chúng có thắc mắc cái gì, có bữa giờ mình học có thắc mắc cái gì, quý vị chuẩn bị câu hỏi đi. Thì sau khi mà chia sẻ pháp thoại xong thì thầy sẽ theo đó mà thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì cũng như cái những lần trước chúng ta làm việc đó, thứ nhất đó là thầy chia sẻ pháp thoại cái hôm nay là tóm tắt cái ý nghĩa của bài kinh thiền sinh, sau đó là chúng ta sẽ nghe tóm tắt bằng tiếng Mỹ. Thì giờ thầy xin chia sẻ tóm tắt cái bài kinh thiền sinh nha. Thì thưa đại chúng, cái bài kinh thiền sinh này á là đúng lý ra là trong cái kinh trường bộ kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì có cái bài kinh là Giáo Thọ Ca Thi La Việt. Còn cái bài kinh này từ Tăng Nhất A Hàm thì là bài kinh thiện sinh.
thì thiện sinh này á, tên của một vị con của bà, con của một vị bà la môn. Vị thiện sinh này á, nhân cái sự tu tập của cái chàng thiện sinh này á, buổi sáng á, là ông ta vâng lời của người cha giảng dạy, thì cứ buổi sáng là theo sáu phương, cứ lạy, mà lạy một là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, cả phương trên và phương dưới, thì ông ta lạy nhưng mà không có biết cái ý nghĩa. Thì quý vị mà nhân cái này, quý vị có đi Ấn Độ hoặc là có du học ở Ấn Độ, nhất là đã sống Ấn Độ, thì quý vị biết là người Ấn Độ theo cái truyền thống này, tới giờ này nữa là buổi sáng á, là họ lấy một cái ly trong sạch, họ bỏ nước lạnh vào và họ cầm ở trước trán như vậy nè, quý vị thấy ở trước trán như vậy đó, họ cầm lên, thì sau đó thì họ cúng ông thờ Phật trời, họ lại sáu phương, họ lại lục phương, bây giờ vẫn còn đó quý vị, họ lại nhiều phương, rồi sau đó họ hướng về cái ánh sáng mặt trời vừa mọc, thì họ cúng ông thờ mặt trời. Thì cúng xong á, thì họ lấy cái ly nước, họ lấy cái ly nước như này, họ dâng lên trán nè, họ cúng, họ cầu nguyện xong rồi họ cúng thờ mặt trời xong họ đổ xuống đất. Còn mình á, thì khi mà mình cúng xong á, thì nhờ cái lọc của chư thiên, lọc của các ngài, thì bắt đầu mình mới nếm vô chút đó. Nó vừa đỡ khác mà đồng thời mình nhờ cái truyền năng lượng của các ngài đó, cho nên nếu mình cũng thấm vào cái thân và tâm. Còn họ thì họ cúng ông thờ mặt trời sau rồi á, thì họ đổ dưới lòng đất. Đó là cái truyền thống của người Ấn Độ từ nghìn xưa tới ngày nay họ vẫn còn giữ đó quý vị. Thì nhân cái buổi mà hàng ngày đó mà chàng cái vị thiện sinh này á, là con của vị bà la môn, mới theo lời của cha dặn, ăn mặc chỉnh tề, tắm rửa sạch sẽ, rồi sau đó cứ ra mà lạy lục phương, mà không có hiểu cái nghĩa nào hết, không có hiểu cái gì hết. Thì nhân đó thì Đức Phật mới cùng với 1250 vị tỳ kheo đi ngang cái đi khất thực vào cái thành Phương Xá, Vương Xá, Raja Gaha là thành Vương Xá. Thì khi đó thì Đức Phật và tăng đoàn thấy cái anh chàng thiện sinh này, con của vị trưởng giả đó, con của vị Bà La Môn đó, cứ mỗi buổi sáng là cứ lạy lục phương mà vị đó không có hiểu. Thì nhân cái lúc đó thì Đức Phật mới dạy bảo anh chàng thiện sinh này, Đức Phật dạy ý nghĩa về lục phương. Thầy chỉ tóm tắt hôm nay thôi, những ai mà chưa nghe những cái từng phương một, cái ý nghĩa từng phương một, xin đại chúng chúng ta mở lại những cái buổi pháp thoại về trước để chúng ta nghe lại. Mỗi lần nghe là chúng ta càng thấy cái pháp nó thấm vào tâm của chúng ta, chúng ta nghe nó mới toàn. Lời dạy của Đức Phật rất là màu nhiệm, khi chúng ta có dịp mà chúng ta mở lại thì chúng ta nghe, thì cái pháp nó rót vào tâm chúng ta nghe rất là rõ và từng cụ thể ý nghĩa một. Thì sau đó thì Đức Phật nhân cái vị thiện sinh này đó, cái bài kinh này lấy tên của vị thiện sinh luôn, nhân cái vị thiện sinh này lễ lạy sáu phương, thì Đức Phật mới bảo chàng thiện sinh, và Đức Phật dạy ý nghĩa về lục phương, lễ bái về lục phương. Thì phương đông Đức Phật dạy là tượng trưng cho cha mẹ và con cái, thì bổn phận cha mẹ có năm và bổn phận con cái cũng có năm. Thì phương đông tượng trưng cho cha mẹ và con cái. Đối với cha mẹ thì người con có năm bổn phận, một là cung phụng các nhu cầu vật chất cho và tinh thần cần thiết cho cha mẹ, hai là giúp làm các việc khó nhọc cho cha mẹ, ba là bảo vệ danh giá dòng họ và truyền thống cho gia đình, và bốn là bảo vệ tài sản thừa tự, năm là có trách nhiệm lo tang lễ đúng pháp khi cha mẹ qua đời. Đó là năm cái bổn phận của người con đối với cha mẹ. Quý vị, những cái này thầy chỉ tóm tắt thôi, chứ còn mà quý vị mà nghe chi tiết một thì quý vị xem lại những cái YouTube, cái clip của bữa thầy quay đó,
thì ý nghĩa về phương Đông thì từng cái ý nghĩa một thì quý vị nghe thêm. Hôm nay thầy chỉ nói tóm tắt thôi. Còn bổn phận cha mẹ thì cha mẹ cũng có năm bổn phận đối với con cái. Đó là: một là dạy con cái làm điều lành lắm điều ác; hai là khuyên con cái thân cận với thầy lành, bạn tốt và môi trường tốt; ba là gợi ý và chọn nghề thích hợp cho con; bốn là dựng vợ gả chồng tốt đẹp cho con; năm là trao của thừa tự và quyền lợi cho con đúng thời. Đó là năm cái bổn phận của người cha mẹ đối với con cái. Thì Đức Phật tóm tắt cái phương Đông thì Đức Phật dạy nè, lễ lại phương Đông theo lời Đức Phật dạy, có nghĩa là con cái có bổn phận hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ, và cha mẹ có trách nhiệm, cũng có trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên người tài đức. Đó là cái ý nghĩa phương Đông. Tiếp theo là ý nghĩa về phương Tây. Thì phương Tây tượng trưng cho vợ và chồng. Bổn phận của người vợ đó, thì Đức Phật dạy là đối với người chồng, người vợ có năm bốn bổn phận. Một là chăm lo việc nhà gọn gàng và ngăn nắp; hai là niềm nở tiếp đón bạn bè và thân quyến bên chồng; ba là chung thủy với chồng; bốn là giữ gìn của cải vợ chồng làm ra; năm là làm các công việc nhà, các công việc ở gia đình nhanh nhẹn và khéo léo. Đó là năm bổn phận của người vợ đối với người chồng. Tiếp theo, năm bổn phận của người chồng đối với vợ cũng có năm bổn phận. Một là thương yêu vợ; hai là học hành lắng nghe và nói lời ái ngữ với vợ; ba là tin tưởng vì vợ; bốn là biết mua quà tặng sinh nhật cho vợ; năm là giao quyền hành và cung cấp những thứ cần dùng cho vợ. Đó là năm bổn phận của người chồng đối với người vợ. Thì Đức Phật cái ý nghĩa về phương Tây đó, thì Đức Phật mới tóm tắt là lễ lạy phương Tây theo lời dạy của Đức Phật có nghĩa là vợ chồng sống chung thủy, biết nhường nhịn và tin cậy lẫn nhau để xây dựng hạnh phúc và mái ấm cho gia đình. Đó là Đức Phật tóm tắt về cái phương Tây đó, đối với năm cái bổn phận của người vợ và năm bổn phận của người chồng. Quý vị có thể nghe lại cái pháp thoại buổi trước. Bây giờ phương Nam thì Đức Phật dạy như thế nào? Thì phương Nam tượng trưng cho thầy, cô giáo và học trò, hay là giáo sư và học trò, hay là giáo sư và sinh viên đó. Bốn phần học trò thì Đức Phật dạy thì đối với thầy cô giáo, người học trò có năm bốn phận. Một là cung kính, lễ phép và sẵn lòng giúp thầy cô giáo làm những việc cần thiết; hai là biết vâng lời thầy cô giáo dạy bảo; ba là biết lắng nghe và học hỏi những điều hay nơi thầy cô; bốn là phải có tinh thần cầu học những gì mình chưa biết nơi thầy cô; và năm là biết thực tập, ứng dụng và sáng tạo những gì mình đã học. Đó là năm cái bổn phận của người sinh viên đối với các vị giảng viên hoặc là vị giáo sư, hoặc là năm cái bổn phận của người học trò đối với thầy cô giáo. Còn đối với cái bổn phận của thầy cô giáo như thế nào thì Đức Phật dạy, thì đối với học trò thì thầy cô giáo cũng có năm bổn phận. Một là giảng dạy cho học trò thấy biết chân chánh, tư duy chân chánh, nói năng chân chánh, lời nói ý nghĩ về việc làm chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, tinh tấn chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, thiền định chân chánh. Hai là hướng dẫn học trò những phương pháp sư phạm. Ba là không che giấu kiến thức, hết lòng truyền trao kiến thức và kinh nghiệm sống cho học trò. Bốn là truyền trao thân giáo, khẩu giáo, ý giáo cho học trò. Năm là mong muốn học trò trở thành những người tài đức và giỏi hơn mình. Đó là năm cái bổn phận của thầy cô giáo hay là của giáo sư
của là giảng viên đối với sinh viên hay là đối với học trò, đó là năm bổn phận của các nhà giáo. Bây giờ cái ý nghĩa phương Nam Đức Phật dạy như thế nào thì Đức Phật tóm tắt là lễ lạy phương Nam theo lời Đức Phật dạy, có nghĩa là cả thầy, cô giáo và sinh viên đều là những người đạo đức và gương mẫu trao truyền, tiếp nối và ứng dụng kiến thức đạo học cũng như thế học vào trong đời sống hàng ngày để đem lại lợi lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Lễ lạy phương Bắc á, Đức Phật dạy tiếp là phương Bắc có nghĩa là gì? Là có nghĩa là tượng trưng cho bổn phận mình đối với thân quyến và bạn bè. Bổn phận mình đối với thân quyến á, thì mình có năm bổn phận. Một là khuyên thân quyến làm các việc lành. Hai là động viên thân quyến xa lánh các việc ác. Ba là dùng phương pháp tưới hoa để khen ngợi thân quyến. Bốn là viếng thăm thân quyến khi họ có bệnh. Năm là tận tình giúp đỡ thân quyến khi họ gặp hoàn cảnh nghèo khổ. Đó là năm cái bổn phận của mình đối với dòng họ và thân quyến, quyến thuộc đó quý vị. Thì bây giờ tiếp theo cái bổn phận mình đối với bạn bè như thế nào thì Đức Phật dạy tiếp. Đối với bạn bè thì mình cũng có năm bổn phận. Một là giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Hai là không bỏ bạn khi gặp hoạn nạn. Ba là chơi với bạn tốt có thể giúp mình có thể giúp mình thành tựu trong cuộc sống dễ dàng. Bốn là khuyên bạn dừng lại và buông bỏ các việc bất thiện. Năm là giao lưu với bạn bè trong tinh thần đối thoại, góp ý, xây dựng, hoan hỷ, thông cảm và bình đẳng. Đó là cái bổn phận của mình đối với bạn bè. Thì bạn bè ở đây mình bữa mình có hướng dẫn và chia sẻ pháp thoại rồi, rộng rãi quý vị có thể mở cái ý nghĩa về cái phương Bắc này, quý vị có thể nghe. Thì Đức Phật dạy lễ lạy phương Bắc theo lời Đức Phật dạy có nghĩa là tỏ lòng khoan dung, lân mẫn, thương yêu và hiểu biết với thân nhân và bạn bè. Phương trên tượng trưng cho cư sĩ và xuất sĩ. Bổn phận cư sĩ thì người đối với xuất sĩ thì cư sĩ có năm bổn phận. Năm bổn phận đó là: một là chọn tam bảo làm nơi nương tựa tâm linh vững chãi nhất. Hai là học, hiểu, thực hành và áp dụng năm điều đạo đức vào trong đời sống hàng ngày. Ba là khéo léo phát khởi thiện tâm, tạo phước, cúng dường và hộ trì tam bảo. Bốn là không thần tượng bất cứ một thầy hoặc một sư cô cá nhân nào, mà hãy xem tất cả các vị xuất sĩ tài đức đều là thầy, là sư cô của mình. Năm là biết cách quán chiếu, quán sát và chọn lọc những lời dạy nào sau khi đem ra áp dụng và thực hành những lời dạy đó phù hợp với số đông, phù hợp cho mình, cho người, cho tất cả ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại thì chúng ta thực hành, và ngược lại thì chúng ta nên từ bỏ chúng. Đó là năm cái bổn phận của người cư sĩ. Bây giờ tiếp theo là năm bổn phận của người xuất sĩ. Đối với vị cư sĩ thì vị xuất sĩ cũng có năm bổn phận. Một là giảng dạy năm điều đạo đức và bát thánh đạo cho người cư sĩ. Hai là hướng dẫn cho người cư sĩ pháp học và pháp hành. Pháp học gồm có đạo đức, thiền định
và trí huệ. Pháp hành gồm có thiền chỉ và thiền quán. Ba là hướng dẫn cho người cư sĩ biết phát tâm hoan hỷ trước khi cúng dường, hoan hỷ trong khi cúng dường và hoan hỷ sau khi cúng dường. Bốn là hướng dẫn cho người cư sĩ giữ vững niềm tin tam bảo, giữ vững niềm tin chánh tín đối với tam bảo. Năm là hướng dẫn cho người cư sĩ biết cách thực hành niệm ân Đức Phật, niệm ân chánh pháp, niệm ân tăng đoàn và niệm ân giới pháp. Đó là năm bổn phận của người xuất sĩ hướng dẫn cho người cư sĩ. Quý vị có thể nghe lại cái clip của thầy có chia sẻ pháp thoại về cái ý nghĩa phương trên. Thì Đức Phật tóm tắt ý nghĩa phương trên theo lời dạy của Đức Phật có nghĩa là cả xuất sĩ và cư sĩ quyết tâm học, hiểu, thực hành và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày để đem lại hoa trái, an vui và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Sự hộ trì chánh pháp và sự hoàn dương chánh pháp giữa những người cư sĩ và người xuất sĩ sẽ sống một đời sống an vui và hạnh phúc, và tất cả đều gắn kết với nhau rất là mật thiết để giúp đời thêm vui và bớt khổ. Bây giờ đối với phương dưới, Đức Phật dạy như thế nào? Thì Đức Phật dạy phương dưới tượng trưng cho nhân viên và người điều hành. Theo cái chỗ này, ở những cái người mà chuyển ngữ về truyền thống đó, người ta nói là người gia chủ, tức là house holder, và người giúp việc, hay là mình gọi là cái người cu ly đó. Ở chỗ này thầy không có dùng những cái từ đó. House holder tức là vị gia chủ, và cái servant tức là người tôi tớ, mà thầy nhân chỗ này thầy không có chuyển ngữ, không có dùng cái từ đó, mà thầy dùng là cái nhân viên và người điều hành, nó hay hơn và nó ý nghĩa hơn. Ở chỗ đó là các vị người ta chuyển ngữ là house holder and servant, tức là cái người gia chủ và cái người chủ hộ, người gia chủ đó, và cái người phục vụ công việc, hay là cái người người ở, hay là người hầu. Mà thầy chỗ này thầy không có chuyển ngữ về cái vấn đề đó, mà thầy chuyển ngữ là nhân viên và người điều hành, nó có tính cách xã hội hơn. Còn kia tính cách là giống như là cái ý nghĩa nó giống như là người trên đè nén người dưới, và tất cả những cái người ở, người hầu của mình đó, là phải phục vụ cho mình. Chỗ này thầy không có chuyển ngữ, mà thầy chuyển ngữ cho nhân viên và người điều hành. Bốn phần của nhân viên thì đối với người điều hành đó, thì nhân viên có năm bốn phần. Một là đi làm việc sớm và đúng giờ. Hai là có trách nhiệm làm xong công việc khi được giao phó. Ba là làm việc thứ tự và có phương pháp trong chánh niệm. Bốn là không trộm cắp và giữ gìn tài sản chung. Năm là tôn trọng, kính mến và bảo vệ uy tín và danh giá cho người điều hành. Đó là năm cái bổn phận của người nhân viên. Chúng ta đã nghe pháp thoại đã rồi, quý vị có thể mở hôm qua để chúng ta nghe thêm, nghe lại. Bây giờ đối với bổn phận của người điều hành, thì đối với nhân viên, người điều hành cũng có năm bổn phận. Một là giao việc làm phù hợp với khả năng và trình độ cho nhân viên. Hai là cung cấp cho nhân viên tiền lương hoặc đồ ăn uống. Ba là chăm sóc và thăm hỏi chu đáo khi nhân viên có bệnh. Bốn là khen thưởng và đánh giá các thành tích xuất sắc cho nhân viên.
5 là cho nhân viên nghỉ phép thích hợp. Đó là 5 cái bổn phận của người điều hành. Ở đây có thể là manager or director, tức là giám đốc, hay là người officer đó, có cái trách nhiệm 5 cái bổn phận này để mình xử lý công việc cho nó thích hợp về cái người nhân viên của mình. Đức Phật dạy tóm tắt về phương dưới theo lời dạy Đức Phật có nghĩa là người điều hành và nhân viên luôn có bổn phận và trách nhiệm với nhau, cả vật chất lẫn tinh thần, để xây dựng cái đời sống của mình và công ty của mình phát triển và giúp đời, giúp xã hội được tăng trưởng và giúp cho quốc gia được tăng trưởng. Qua 6 phương như vậy, chúng ta vừa nghe và vừa nghe cái tóm tắt như vậy đó, thì Đức Phật mới giảng dạy như thế này. 6 phương được giảng dạy ở trên đây thì Đức Thế Tôn ân cần khuyên bảo chàng thiện sinh những điều tinh yếu qua cái bài kệ tóm tắt như sau. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân quyến là phương Bắc, nhân viên là phương dưới, xuất sĩ là phương trên, người hành giả mẫu mực, người hành giả mẫu mực kính lễ các phương ấy, khi sống trong an lạc, khi chết trong an vui. Người trí tu như vậy, sống vì mình vì người, luôn đem lại an lành cho nhân gian trần thế. Trên lộ trình tu tập, nương theo người bạn lành, học theo người đức hạnh, đem lợi lạc quần sanh. Sống ở nhân gian này, mình biết làm điều lành, khuyên người làm điều lành, hòa bình luôn thêm lớn. Người Phật tử chân chánh, thân làm các việc lành, ý nghĩ các việc lành, miệng nói các việc lành, thân tâm thường tĩnh lặng. Quý vị thấy ý nghĩa và vui không? Rất là ý nghĩa. Tại sao mà Đức Phật khuyên dạy là ý nghĩ các việc lành, miệng nói các việc lành và thân làm các việc lành? Do đó mỗi khi mà thiền tập mỗi buổi sáng thầy hướng dẫn bằng tiếng Mỹ đó, quý vị biết là breathing in and breathing out, là thở vào con biết con thở vào, thở ra con biết con thở ra. In the morning say something wholesome. In the afternoon, say something wholesome. In the evening, say something wholesome. We have a joyful day and night. Buổi sáng nói điều lành, buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành. Ta có một ngày vui. Đó. Những cái ý nghĩ, việc làm và lời nói đó, mình huân tập vào cái đời sống của mình thì mình có cái chất liệu, có cái chất an và chất lạc. Cũng vậy là in the morning, think about something wholesome. In the afternoon, think about something wholesome. In the evening, think about something wholesome. We have a joyful day and night. Là buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành. Ta có một ngày vui. Quý vị tham. Đó, cho nên hướng dẫn về thiền tập, thầy cũng tưới tẩm cả hạt giống lành vào thân, vào tâm của chúng ta. Và cũng cái điểm thứ ba là in the morning, do something wholesome. In the afternoon, do something wholesome. And in the evening, do something wholesome. We have a joyful day and night. We have a joyful year and life. Buổi sáng làm việc lành, buổi trưa làm việc lành, buổi tối làm việc lành, ta có một ngày vui, ta có một năm vui, và ta có cuộc đời vui.
nó phù hợp với cái lời dạy Đức Phật. Trong cái điểm này Đức Phật dạy là mình biết làm điều lành, khuyên người làm điều lành, hòa bình luôn thêm lớn. Bởi vì người có làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, thân làm điều lành, ý nghĩ việc lành và hành miệng mình nói lời là việc lành đó, thì cái hòa bình bản thân mình cũng thêm lớn. Bởi vì mình có chất an và có chất lạc, có chất hạnh phúc. Người nào mà nghe pháp, hiểu pháp và thực hành giáo pháp, ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày, thì bản thân của người đó có chất an và chất lạc. Thì khi mà mình có chất an và chất lạc thì lúc đó mình mới san sẻ cái chất an chất lạc này cho người thân, người thương, cho gia đình, học đường và cho xã hội. Mỗi chúng ta gieo cái hạt giống từ tâm vào trong thân và tâm ta, ở trong tâm của chúng ta, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ góp phần trực tiếp hoặc là gián tiếp vào cái đời sống xã hội và góp phần cho cái quốc gia và quốc tế được hòa bình. Cho nên á, đạo Phật chỗ này được thế giới người ta quan tâm và người ta chấp nhận và đề cao đạo Phật là đạo hòa bình. Đức Phật vị vua hòa bình, giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp hòa bình. Những người hành giả thực hành theo lời dạy của Đức Phật là những sứ giả hòa bình. Do đó khi mà có mặt của đạo Phật và có mặt của người đệ tử của Đức Phật là đất nước rất là an bình, không có bạo động như các tôn giáo khác mà ép buộc người ta vào đạo, hoặc là dùng vũ khí, những cái chất nổ, những cái bạo động để giết hại người khác, làm cho xã hội náo loạn. Thì chỗ này chúng ta cố gắng, các tôn giáo là họ dạy bằng cái bạo động, cái hận thù, cái chiến tranh, cái tham sân si dãy đầy. Họ buộc những cái tôn giáo khác, những người khác, nhất là những Phật tử của mình đi vào đạo. Nhưng mà trường hợp này chúng ta phải theo cái lời dạy của Đức Phật, làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Và chúng ta sống ở môi trường đó mà chúng ta làm cái điều lành thì chúng ta đã góp phần đem lại hòa bình cho xã hội, cho đất nước và rộng hơn nữa là cho thế giới. Quý vị thấy không? Nhờ như vậy thế giới người ta mới khen ngợi và người ta mới quy ngưỡng đạo Phật. Chứ còn nếu mà không có đạo Phật giống như các tôn giáo khác mà bạo động, mà hận thù, mà dùng cái bạo lực mà để buộc người ta vào đạo, hoặc là dùng tiền bạc, hoặc là dùng con đường hôn nhân, hoặc là dùng con đường mà cho tiền cho bạc, hoặc là những gia đình mà nghèo khổ họ dùng đồng tiền, dùng công ăn việc làm họ đó để họ dụ cho cái người đó đi vào đạo của họ, và nói rằng nếu các vị theo đạo của tôi chắc chắn là các vị sẽ lên thiên đường mãi mãi, và nếu mà quý vị mà không theo đạo tôi thì quý vị sẽ đọa địa ngục. Đó là những lời dạy hăm dọa, những lời dạy có tính cách tẩy não, brainwash. Nó làm cho cái những người mà chưa có hiểu về cái quy luật và nhân quả, về cái lời Phật dạy, dễ dàng buông bỏ. Cho nên mình là người Phật tử, mình học đạo, mình học giáo lý Đức Phật rồi, mình có cái sự đúng và cái sự chánh kiến, có cái sự rõ ràng, chân chánh, là mình không có sợ tay đen tay đỏ nào hết đó. Quý vị thấy không? Không có sợ ai hết trọi trơn á. Họ mời dụ mình, họ tới, họ nói về giáo lý của họ, thì mình nói, please sit down, I will, if you say, you talk your teaching, your talk about 5 minutes, now please sit down with me. I would like to invite you to practice what I teaching about 5 minutes too. Họ truyền giảng của họ 5 phút, mình cũng mời họ ngồi thiền. Ngồi thiền sau đó mình truyền giảng họ cũng 5 phút. Mình là Phật tử, là con của Phật, mình hiểu lời dạy Đức Phật là mình không có ngại. Vì vậy không? Mà mình nắm được cái giáo lý nhân quả của đạo Phật, giáo lý nhân duyên, giáo lý chân chánh, chánh kiến, chánh chính của đạo Phật rồi, mình không có sợ bất cứ người tay nào đó. Quý vị thấy không? Rất là hay, mình phải tự hào. Do đó mình chỉ hướng dẫn con đường an lạc và hòa bình là tự nhiên các nguyên thủ quốc gia người ta là người ta, các người đó là hộ pháp cho mình, người ta bảo vệ đạo Phật. Bởi vì mình không có dùng cái bạo động và hận thù thì các nhà chính trị gia, các nhà chính trị người ta sẽ có cái trách nhiệm về bảo vệ đất nước, người ta sẽ
cộng trừ nhân chia, người ta coi tôn giáo nào là hòa bình người ta sẽ bảo vệ thôi. Còn những trường hợp đó là người ta sẽ trị, anh trị về cái bạo động thì người ta cũng dùng bạo động để người ta trị anh. Không thể nào dùng bằng tiền, không thể nào dùng bằng cái lời mê tín dị đoan mà buộc người ta vào đạo của anh. Thì trường hợp này mình đừng có lo, mình chỉ sống làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành thì hòa bình luôn thêm lớn. Người Phật tử chân chánh, mình hãnh diện nha, người Phật tử chân chánh gọi là the real Buddhist hay là real lay follower hay là real devotee, là người Phật tử rise devotee hay devotee, là người Phật tử chân chánh, thân làm các điều lành, ý nghĩ các việc lành, miệng nói các việc lành, thân tâm thường tĩnh lặng. Bởi vì cái người mà có làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, thân mình an, tâm mình an, thân mình cũng lạc. Cứ như mình ăn ngon ngủ yên, mình có sợ gì trời trơn. Còn mà mình á làm điều bất thiện, nghĩ điều bất thiện và nói cái điều bất thiện thì mình lo lắm. Bởi vì mình thấy người ta khổ, mình đâu có yên đâu quý vị. When someone suffer, we cannot sleep. We sleep not well. Mình ngủ đâu cũng ngon, mình ăn cũng ngon, mình nghĩ mình cũng lo sợ nữa. Cho nên đó, ở điểm này Đức Phật khuyên dạy chúng ta là người con của Phật là phải trở thành là real Buddhist hay là real devotee, là trở thành một người Phật tử chân chánh, là mình phải nói điều lành, nghĩ điều lành và làm điều lành để có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho số đông, góp phần đem lại hòa bình, an vui cho xã hội, cho quốc gia và góp phần đem lại cho thế giới. Cho nên mình làm được như vậy đó thì chúng ta mới trở thành là một người Phật tử thuần thành và chân chánh. Hay lắm đó quý vị. Đức Phật dạy tiếp là hành giả đi vào đời, hành giả là chỉ cho mình đó quý vị, practitioner đó. Như hoa nở khắp nơi, trang nghiêm và tự tại, làm an lạc cuộc đời, quý vị tham. Đó là hay là gọi là Bồ Tát đi vào đời. Khi mà mình thực tập lời dạy Đức Phật và thuần thục rồi đó, chín mùi rồi đó, thì mình nói là mỗi chúng ta là một vị hành giả, mỗi chúng ta là một vị chân nhân, là người chân thật, mỗi chúng ta là một vị Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi. Quý vị thấy biết như hoa nở khắp nơi có nghĩa là gì? Là đẹp đẹp. Hoa nở là người ta, cái bông hoa mà nó nở là mỗi người đều thấy cái màu sắc nó rực rỡ và người ta muốn nhìn, muốn ngắm, cho nên nó hoa nở khắp muôn nơi, trang nghiêm và tự tại, làm an lạc cuộc đời. Thì hoa là một cái vật lý, mình chiêm ngưỡng hoa cũng là mình đó, hoa là nó có cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà cái nụ hoa nó làm cho đẹp cái ánh mắt, cho cái tầm nhìn của con người, nó góp phần cái vườn hoa nó tươi đẹp, thì đồng thời nó cũng là đem lại cái đẹp cho tất cả mọi người khi mà nhìn ngắm nó, cho cái vườn hoa. Thì cũng vậy, mỗi chúng ta là một đóa hoa, mỗi chúng ta là một quà tươi mát, một đóa hoa tươi mát để làm cái cuộc sống này đẹp hơn, an lạc hơn. Hành giả đi vào đời như hoa nở khắp nơi, trang nghiêm và tự tại, làm an lạc cuộc đời. Quý vị thấy hay chưa? Rồi Đức Phật giải tiếp nè, như ông đến tìm hoa, bám hoa để hút mật, hút xong rồi bay đi, hoa vẫn còn nguyên vẹn. Hay chưa? Cái ý nghĩ này hay lắm đó quý vị. Đức Phật giải tiếp á, là như con ong, mình, con ong đây á, là chỉ cho mình, chỉ cho mỗi chúng ta, hay là chỉ cho tất cả chúng ta. Như ông đến tìm hoa, thì khi á, mình á, con, quý vị thấy con ong không? Nó đi tìm hoa đó, thì á, nó làm cái gì? Mục đích của nó là bám hoa để hút mật, hút nhụy hoa đó. Hút xong rồi bay đi, hoa vẫn còn nguyên vẹn. Thì cũng vậy, là người đệ tử Phật, khi mà chúng ta có duyên lành, chúng ta sống ở môi trường nào, chúng ta nương vào cái môi trường đó để chúng ta làm ra, có đồng ra đồng vô, có tiền của cái để xây dựng đời sống gia đình. Nhưng mà chúng ta không làm tổn thương, không làm hại xóm làng, không làm tổn thương cho công ty của mình, không làm tổn thương cho cái người neighbor của mình. Thì mục đích của mình là để mình nương vào cái trú xứ đó. Mình sống ở đâu cũng vậy,
ở Việt Nam cũng vậy, ở Nha Trang, ở Khánh Hòa, ở Huế, ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, ở Bình Định, hay là ở Cần Thơ, hay là ở miền Trung, miền Bắc, vân vân. Chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta sống ở môi trường nào cũng vậy, chúng ta phải có cái sự thực hành Phật pháp, thì chúng ta cũng như con ong, mình sống ở môi trường nào cũng đem lại lợi lạc cho xóm làng, đem lại lợi lạc cho cái quốc độ, cái địa phương mà nơi chúng ta đang cư ngụ. Hoặc là chúng ta sống ở Úc Châu, ở Châu Âu, hoặc ở Hoa Kỳ này, ở Canada cũng vậy, vân vân. Thì chúng ta sống ở môi trường nào là người Phật tử phải thực hành lời dạy Đức Phật. Thực hành lời dạy Đức Phật rồi thì mình sống môi trường đó, mình nương vào môi trường mình đang sống đó để mình làm lợi lạc cho gia đình mình, cho người thân, người thương của mình. Sau đó chúng ta góp phần đem lại chất an, chất lạc, chất hòa bình vào cho thôn xóm và cái trú xứ mà chúng ta đang sống, thì hoa vẫn còn nguyên vẹn. Hoa ở đây trong trường hợp này là cái môi trường mà chúng ta sống đó quý vị. Quý vị thấy Đức Phật dạy rất là hay. Có lúc hoa là chỉ cho mình, có lúc hoa là chỉ cho cái môi trường sống. Thì trong trường hợp này hoa là cái môi trường đang sống. Không, như ông thì ông này là chỉ cho mỗi chúng ta. Như ông đến tìm hoa, bám hoa để hút mật, hút xong rồi bay đi, hoa vẫn còn nguyên vẹn. Quý vị thấy thấm thía không? Đức Phật dùng những cái hình ảnh ẩn dụ hoặc là nhân cách hóa rất là cụ thể và rõ ràng. Thì cái hoa này vẫn còn nguyên vẹn là ý nói rằng là cái môi trường mà chúng ta sống, mà chúng ta dù sống ở Hoa Kỳ, dù sống ở Austin hay ở Houston hay ở Texas hay là ở New York hay là ở Michigan, vân vân, tất cả những tiểu bang khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có cái đời sống an lạc và chúng ta đi làm kiếm đồng ra đồng vô, nhưng mà cái môi trường đó chúng ta vẫn tu tập, chúng ta vẫn làm điều có ý nghĩa để chúng ta góp phần đem lại an lạc cho gia đình, cho bản thân mình, cho gia đình và cho xóm làng, cho cái quốc độ mà chúng ta đang sống. Cho nên cái môi trường đó vẫn còn nguyên vẹn. Cái điểm này nữa, Đức Phật còn dạy nè, cũng vừa dạy cho người cư sĩ, đồng thời cũng dạy cho vị xuất sĩ. Có nghĩa là gì? Nhưng mà mình trở thành người xuất sĩ như con ong, đi vào trong làng mạc, trong thôn xóm mà đi khất thực, đi hoa viên. Thì lúc bây giờ các vị thí chủ, các đàn na tín thí mà ủng hộ vật chất, tịnh tài và tịnh vật đó, thì mình dùng cái đồng tiền, dùng cái tịnh tài tịnh vật đó, mình làm cái việc lành, việc có ý nghĩa, bố thí từ thiện, phóng sanh, xây dựng tam bảo, làm chùa chiền hoặc là in kinh đúc tượng vân vân, thì mình phải giữ cái lòng tin cho cái người Phật tử. Mình không có lợi dụng cái lòng tin của thí chủ mà mình trục lợi cho cá nhân mình. Mình tận dụng cái lòng tin của thí chủ đàn na, mà mình lấy cái tịnh tài tịnh vật đó mà mình thay vì ta cúng cái này mà mình đi không làm, mà mình đi làm cái khác. Thay là ta cúng tượng Phật mà mình không làm, mình đi làm ở cái trú xứ khác hoặc là ở cái quốc gia khác, điều đó không có được. Đức Phật dạy á, khi thí chủ có cái niềm tin đối với tam bảo, mà nhất là các vị xuất sĩ, các vị tu đó, sư thầy sư cô đó, thì người ta cúng cái đó thì mình phải nương theo đó mà mình làm. Còn mình không làm, một là mình gỡ lại, hai nữa là mình nói rõ các vị mà cúng cho thầy hoặc là cho chùa hoặc là cho sư cô, thì thầy lấy cái đồng tiền này thay vì làm Phật sự ở đây mà thầy không làm, thầy làm ở nơi khác, quý vị có chịu không? Nếu mà thí chủ đàn na tín thí gặp đầu thì con cúng cho thầy, cho chùa thôi, thì chùa muốn làm ở đâu làm tùy theo, miễn là làm có phước là được rồi, làm mà miễn là có lợi cho mọi người là được rồi, con không có bận tâm về vấn đề thầy làm ở đâu, thì cái điều đó là hy hữu, rất là hay. Còn trường hợp mà cúng mà đặt điều kiện là nói là con cúng cho thầy ở chùa này, thầy phải làm cho con, thì theo đó thì cái ông thầy trụ trì hay sư cô trụ trì làm theo cái ý nghĩ và cái sự mong cầu của người Phật tử, người thí chủ, thì mình đồng ý mình làm. Còn mà nếu mà mình trước khi mà thí chủ Phật tử mà cúng dường, thì mình là con ông, mình là người xuất sĩ, thì mình nhận cái của đàn na tín thí này, thì mình có nói, mình thưa với, mình nói với Phật tử thì cúng cho chùa,
nhưng mà chùa thấy ở nơi khác, chùa khác có thiếu thốn về tượng Phật, về công trình xây dựng, thì lấy cái đồng tiền này thì cúng cho cái chùa khác được không? Thì nếu mà những Phật tử có cái tâm rộng mở thì quý vị nói là không sao, con cúng cho chùa Pháp Nhãn, cho thầy Trường Sĩ, nhưng mà thầy thấy chùa nơi khác, nơi cái đạo tràng khác cần tượng Phật, cần cái chuông, đúc chuông, hoặc là cần in kinh, thì thầy cứ lấy cái tịnh tài tịnh vật này, thầy muốn làm ở đâu cũng được, miễn là ở nơi đó lợi lạc là tụi con có phước, thì cái điều đó rất là tốt, thì cái tâm rộng mở của Phật tử. Còn trường hợp mà cúng cho chùa Pháp Nhãn, cho thầy Đường Sĩ đây, mà bảo nó là thầy cứ xây cái nhà tăng đi, thì tụi con cúng nhà tăng, thì thầy cứ làm nhà tăng, thì nhân đó thì thầy cũng phải theo cái lời yêu cầu thỉnh cầu của Phật tử, thì mình làm để chi? Một là có cái niềm tin cho người Phật tử, hai nữa là Phật tử hoan hỷ có một cái tác phẩm ở tại trú xứ mình, thì trường hợp đó thì mình phải làm. Còn chớ mà người ta cúng, người ta xây nhà tăng mà mình đem cái tiền đó mình gửi ở nơi khác làm mà thí chủ người ta không biết, thì nó mất cái lòng tin của người thí chủ. Cho nên trường hợp này rất là tế nhị, chứ mà làm Phật sự mặc dầu là tiền của Tam Bảo, nhưng mà mình tận dụng cái đồng tiền đó, mình phải nói là cái đồng tiền, cái tịnh tài tịnh vật này làm phải đúng chỗ, đúng việc, đúng đối tượng và đúng lúc đó, thì cái người thí chủ người ta mới hoan hỷ và ta vui hơn. Thì bản thân mình cũng vậy, mình nhận cái tiền đàn na tín thí, mình phải cố gắng mình tu học chẳng ngon lành, mình phải sử dụng đồng tiền đó đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng người, đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng lúc và đúng việc nữa, thì công việc nó cả cái người cúng và cái người nhận đều có phước đó. Chỗ này cái nghĩa nó cũng có nghĩa là chạy ra quý vị. Do đó mà ta cúng cho cái trụ A mà trụ A không nhận, nhận chứ trụ A vẫn nhận, nhưng mà lấy cái đồng tịnh tài tịnh vật đó đi làm cái việc chỗ khác không ai biết hết, làm đi làm người ta cúng ở đằng trước mà mình đi không đi đằng trước, bao nhiêu người ta biết hết, mà mình lấy cái tịnh tài tịnh vật đó mình đi làm ở sau là lúc đó có vấn đề, chưa nói là vấn đề làm phi pháp nữa, cái điều đó là tổn phước đức, phước phước đức không có thì rất là trở ngại. Khi mà thí chủ người ta nghe cái tính tâm người ta không có, thì bản thân mình không có uy tín và nơi trú xứ mình cũng có uy tín, rồi cuối cùng Phật tử bye bye thôi. Cho nên trường hợp này mình cũng giống như con ong đã đến tìm hoa, thì trường hợp này cái ý nghĩa này, hoa là những vị thí chủ, còn ong là chỉ cho người xuất gia, cho người xuất sĩ, những người cư sĩ là hoa, bấm hoa để hút mật, là mình nương vào cái việc làm đạo của người đàn na tinh thí đó, hút mật đây, cái mật có nghĩa là gì, là tịnh tài và tịnh vật đó quý vị, cái nghĩa bóng có nghĩa là gì đó, rồi á hút xong rồi bay đi, tức là mình thọ nhận của đàn na tinh thí rồi á, mình đi mà hoa vẫn còn nguyên vẹn, tức là cái lòng tin của người Phật tử, hoa đây chỉ cho người Phật tử, cái lòng tin của người thí chủ Phật tử cúng dường thì cái lòng tin đó vẫn còn mãi hộ trì Tam Bảo đối với mình. Nếu mình làm sai, mình làm trật đường rầy thì lúc đó người thí chủ không còn nguyên vẹn thì người ta bái bai mình, người ta không hộ trì mình nữa mà người ta hộ trì Tam Bảo ở nơi khác, thì lúc đó cái cơ hội của mình không còn nữa. Cho nên cái ngữ cảnh này, cái ý nghĩa này, hoa là chỉ cho người thí chủ, còn ong là chỉ cho người xuất gia, người xuất sĩ. Còn cái nghĩa đầu mà nãy thầy giảng đó, thì ong là chỉ chung cho người xuất sĩ và cư sĩ, còn hoa này là cái môi trường chúng ta đang sống, thì mình nắm được cái ý đó ha. Cho nên chúng ta học và chúng ta hiểu được nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, thì ta sống ở đâu, môi trường nào thì cũng giúp và góp phần đem lại lợi lạc và an vui cho cái môi trường đó. Thì trường hợp này, cái nghĩa này là hoa là chỉ cho cái môi trường chúng ta đang sống. Thì cái hoa này nó nhiều nghĩa lắm quý vị. Thì chữ ong là con ong đó cũng chỉ cho người xuất sĩ và đồng thời chỉ chung cho mỗi chúng ta, cho tất cả chúng ta. Mình học đó. Như ong đến tìm hoa, bám hoa để hút mật, hút xong rồi bay đi, hoa vẫn còn nguyên vẹn. Xuyên hộ trì chánh pháp, xuyên ủng hộ tăng đoàn, cúng dường bậc ứng cúng,
là phước điền vô thượng. Thưa quý vị á, mình mà có cái tâm hộ trì Phật pháp rồi đó, thì như bữa thầy nói đó, quý vị á, hộ trì chánh pháp có nghĩa là gì? Những cái chánh pháp, những cái Phật pháp mà mình học đó, là mình phải giữ cái niềm tin đối với chánh pháp. Bởi vì nhờ cái chánh pháp thì mình học đó, cái tâm mình nó sáng, nó rõ đường đi lối về, nó rõ như ban ngày, ánh sáng ban ngày. Để cái lòng bàn tay lên là mình thấy cái chỉ tay, nó có mấy chỉ tay là mình biết rõ. Để cái lòng bàn tay lật ngửa lên là mình thấy cái tay mình nó bị dơ chỗ nào là mình biết liền. Hoặc là mình để lòng bàn tay lên, mình bỏ cái trái amalak, cái trái đó nó va chạm chua, rồi chát, rồi sau đó là nó ngọt ngọt. Thì mình cũng vậy, để cái lòng lật ngửa vào lòng bàn tay lên, mình để những cái vật gì trên lòng bàn tay là mình thấy rõ như ánh sáng ban ngày. Thì mình học chánh pháp cũng vậy, mình hiểu được rồi, mình nếm được pháp lạc rồi, dù ai mà dù mình bảo mình bỏ cái chánh pháp của Đạo Phật là mình nhất khoát là mình không có bỏ được. Bởi vì chánh pháp là kim cương, là hộp xoàn, là pháp bảo, là những cái phương pháp tu tập để giúp mình có cái hướng đi sống cái đời sống an lạc, an vui cho mình, cho người. Cho nên chúng ta không vì thế mà người ta cho tiền, người ta dụ mình và đi vào con đường hôn nhân, dụ mình đi vào con đường dạy dỗ hoặc là con đường tiền bạc, là mình bỏ chánh pháp, pháp bảo, Phật bảo và Tăng bảo, nhất khoát là không bỏ. Cho nên mình biết được như vậy thì mình xuyên hộ trì chánh pháp là bằng cách là mỗi ngày mình cố gắng mình thực hành lời dạy Đức Phật. Mỗi ngày mình dành ít nhất phải nửa tiếng đồng hồ thực tập thiền quán, thiền chỉ và thiền quán tĩnh tâm, để chúng ta có chất an, chất lạc. Thực tập hơi thở chánh niệm, hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở rất là quan trọng trong cuộc sống. Hơi thở vào mà không hơi thở ra là chúng ta sẽ qua một đời khác. Do đó chúng ta phải cố gắng thực tập cái hơi thở vào và hơi thở ra và thảnh thơi. Chúng ta làm gì làm, hơi thở chúng ta đừng tập bỏ. Và nhất là thực tập chánh niệm và tỉnh thức. Hàng ngày chúng ta thở nhưng mà chúng ta không có cái giây phút mà chánh niệm và tỉnh thức. Mà chúng ta thực tập ở đây là chúng ta biết là chúng ta có cái chất an và chất thạch, cái chất thảnh thơi. Hơi thở nó giúp cho mình làm việc và giúp cho mình còn sự sống. Là quan trọng là hơi thở đó quý vị. Cho nên siêng hộ trì chánh pháp, xin ủng hộ tăng đoàn. Thì trong trường hợp này như bữa thầy nói đó, ủng hộ tăng đoàn có nghĩa là gì? Mỗi ngày chúng ta đi làm lương, chúng ta được một tháng được 2 ngàn, thì ít ra một ngày mình để dành 1 đồng, 1 đô đó, mình để trong cái ống heo, trong cái bụng bỉnh đó. Hoặc là mình để dành chừng nửa đô thôi, 50 sen thôi, thì gia đình mình 3 người thì mình để dành như vậy đó. Mỗi ngày mình để dành trong cái tiền riêng đó vậy đó. Để chi? Sau khi mà mình có cái số tiền đó rồi, cái tiền đó là tiền công đức, tiền ơn nghĩa, tiền nhân quả, tiền nghiệp lành. Mình lấy cái đồng tiền đó để mình làm từ thiện. Mình lấy đồng tiền đó để hộ trì Tam Bảo. Mình lấy đồng tiền đó để hộ trì cho tăng ni sinh đi du học ở trong nước cũng như nước ngoài, để cho cái đời sống của các vị nhẹ nhàng hơn. Thử hỏi mà nếu mà ngày nay mà thầy ngồi đây để chia sẻ Phật pháp với vị á, mà không có những cái đồng tiền mà những thí chủ, những Phật tử hay là đồng tiền của chư tôn đức tăng ni đã dành và giúp cho thầy từ khi học ở trong nước, có nghĩa là 2 năm sơ cấp, 4 năm trung học, 4 năm đại học Phật giáo, rồi 2 năm thạc sĩ, 2 năm hồi thạc sĩ và 3 tới 5 năm tiến sĩ, mà nếu không có cái đồng tiền của chư tăng ni hay là của quý Phật tử về vật chất cả tinh lẫn tinh thần, thì làm sao bây giờ mà thầy có kiến thức Phật pháp để giảng dạy cho quý vị. Do đó là người Phật tử, là người hộ trì Phật pháp, quý vị làm đồng ra đồng vô có tiền lương, quý vị để dành cái tiền một xíu đó là tiền công đức, tiền ơn nghĩa, tiền hộ trì Tam Bảo, là quý vị để dành nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình. Chứ còn mà mình để dành bữa nay xíu, bữa mai xíu thì nó cũng giống như một cái giọt nước. Nước bữa nay nó nhỏ một giọt, mà mỗi phút nó nhỏ một giọt,
mà nhiều phút nó nhỏ thành nhiều giọt thì ít lâu sau thì cái chum nước, cái hồ, cái bồn nước nó sẽ đầy. Thì cũng vậy, mình làm phước đức thì không phải là mình làm ồ ạt rồi mình mới bay, mà mình làm rỉ rả. Bữa nay mình làm chút, mai làm chút, mốt làm chút, thì cái bình công đức, cái đời sống của công đức của mình nó tăng trưởng. Bởi vì biết, là khi mà mình chết rồi á, mình không có mang theo của cải vật chất. Cái việc mà quý nhất là người thương của mình, con cái, vợ chồng, cha mẹ, mình không có mang theo được. Chứ bao giờ mà thần chết mà tới rồi, hơi thở mình dứt rồi đó, từ từ nha, để tôi xây 2, xây 3 cho mấy đứa nhỏ, đứa lớn rồi, hay người thương của tôi rồi tôi mới đi, không có đâu. Khi mà một hơi thở vào mà không thở ra là chúng ta sẽ qua đời khác, cho nên lúc đó chỉ đem cái nghiệp mà theo mà thôi. Cho nên cái điểm này thì quý vị là người cư sĩ, quý vị đi làm có đồng ra đồng vô thì quý vị trích ra một ít để quý vị để dành, thì cái tiền đó, cái tịnh tài đó là cái tiền công đức để quý vị hộ trì tam bảo. Còn nếu mà đời sống của quý thầy, quý sư cô mà đi làm á thì nó mất ý nghĩa rất là nhiều, bởi vì không có thời gian để nghiên cứu lời dạy Đức Phật, giảng dạy cho quý Phật tử. Thứ nhất, thứ hai nữa là không có thời gian để tu tập. Còn mà quý vị còn cho rằng là ở xứ Hoa Kỳ này nó riêng, ở phương Tây nói chung, mà nếu mà quý thầy cô mà không đi làm mà tiện đâu trả bill, trả tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền thuế đất, vân vân, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, vân vân, rất là nhiều tiền, thì như vậy là sao thầy? Thì quý vị nhớ nè, quý vị nhớ cái câu này nha. Đức Phật dạy á là con Phật là Phật lo, con Phật là Phật, Phật nuôi thôi, chứ đừng có ngại gì hết. Trừ trường hợp mình làm cái việc sai với chánh pháp thì không ai giúp hết, mà con của Phật là đệ tử của Phật là Phật nuôi thôi, Phật lo thôi. Các ngài còn dạy là trong cái hào quang của Đức Phật đó là có cái hào quang, có cái ánh sáng về cái tịnh tài và tịnh vật. Mình cứ tu đi thì ánh sáng đó nó tỏa ra, thì là cũng có chư thiên hộ pháp ủng hộ và cúng dường thôi. Chứ còn mà mình đã trở thành người xuất gia rồi mà mình lo, thậm chí đi làm cái này làm kia, làm công sở, thậm chí làm tóc làm nail nữa, vân vân, thì tùy theo cái ngữ cảnh của mỗi người, của mỗi chùa. Nhưng mà ở đây quý ông quý ngài có khuyến khích và dạy rằng mình cứ sống trong Phật pháp, cứ tu tập đi, phải nghiên cứu và thực hành giáo pháp, thì tự nhiên chư thiên hộ pháp cũng giúp đỡ cho mình. Cho nên nói tóm lại, con Phật là Phật lo, chứ còn mà mình con của Phật mà mình không thực hành, không ứng dụng lời dạy Đức Phật, không giảng dạy Phật pháp, thì cuối cùng là Phật phải bài mình thôi. Mà Phật đây là chỉ cho chính mỗi chúng ta đây, thì chúng ta cố gắng mà chúng ta ứng dụng lời dạy Đức Phật, sống cho nó sâu sắc và thánh thơi, thì chúng ta sẽ làm những việc có ý nghĩa và đem đạo vào đời, giúp đời thêm vui và khó khổ. Cho nên Đức Phật dạy là các vị cư sĩ tại gia là siêng hộ trì, ủng hộ tăng đoàn, cúng dường bậc ân cúng, làm phước điều vô thượng. Thưa quý vị, cúng dường bậc ân cúng có nghĩa là gì? Quý vị thấy quý vị cũng để dành cho 100 đô đó, mà quý vị giúp cho cái người ăn xin á, thì cái phước nó khác. Mà quý vị lấy 100 đô á, giúp cho một anh sinh viên nghèo á, mà hiếu học, cái ý nghĩa nó khác. Mà quý vị lấy 100 đô mà quý vị giúp cho một tăng ni sinh mà đang du học ở nước ngoài hoặc ở trong nước, mà giúp cho những cái người đó là những cái mầm giống, những cái mầm sống, hạt giống của Phật pháp, sau này những cái chú tiểu nhỏ, những cái chú điệu nhỏ, cô điệu nhỏ sẽ lớn lên trưởng thành trong Phật pháp, chính những vị đó mới đem chánh pháp để hoằng dương, để đem đạo vào đời. Cho nên cái ý nghĩa nó khác. Mà mình lấy 100 đô mình cúng một cái gia đình nghèo khổ thì cái ý nghĩa nó khác, cúng cho một ăn sinh cái nghĩa nó khác. Nhưng mà quý vị lấy 100 đô mà cúng dường cho cái người mà có biết thọ trì tam quy ngũ giới, nương tựa Phật pháp tăng tam bảo và thực hành năm điều đạo đức, cái ý nghĩa nó khác các quý vị. Mà quý vị lấy 100 đô mà quý vị cúng dường cho cái người mà có nương tựa tam quy ngũ giới
và có người trở thành người xuất gia nữa, cái ý nghĩa nó khác. Mà quý vị lấy 100 đô đó cúng dường cho cái chư vị trưởng lão, chư vị mà đã từng sống trong đạo, đã giảng dạy Phật pháp, đã chuyển ngữ in kinh, đã nói Phật pháp và đã làm từ thiện giúp đời cứu người, thì cái ý nghĩa nó khác. Và cũng vậy, quý vị lấy 100 đô đó mà quý vị cúng cho các bậc A La Hán, các bậc Bồ Tát, các vị giác ngộ, thì cái ý nghĩa nó khác nữa. Cho nên đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy đó, lấy một số tinh tài đó cúng cho người ăn xin đó không bằng cúng cho người làm phước, mà lấy 100 đô đó cúng cho người làm phước không bằng cúng cho cái người biết nương tựa Tam Bảo và hành trì năm điều đạo đức. Bởi vì cái người làm phước thì người ta chỉ làm thôi, chứ nhiều khi người ta không có thực tập, mình đâu có biết được phước nó không có. Cho nên mình cúng dường cho cái người mà biết thọ trì tam quy ngũ giới, và cúng dường cho cái vị thọ trì tam quy ngũ giới đó không bằng cúng dường cho cái người mà đã thọ trì tam quy ngũ giới và có tu tập nữa, là phước nó cao hơn. Và cúng dường cho cái vị đó không bằng cúng dường cho chư vị trưởng lão đã từng sống trong đạo, đã từng in kinh chuyển ngữ dịch kinh sách và nói pháp thoại và làm từ thiện cho tất cả pháp giới chúng sanh, thì cái phước nó khác. Còn cúng dường cho 100 cái vị đó không bằng cúng dường cho cái bậc mà chánh đăng chánh giác. Trong trường hợp này Đức Phật dạy đó là cúng dường bậc ứng cúng là phước điền vô thượng. Thì cái điểm này mình phải hiểu là mình cúng dường, mình lấy cái đồng tiền của mình á, lấy cái tịnh tài tịnh vật của mình á, cúng dường cho cái ngôi chùa nào, cúng dường cho vị thầy vị sư cô nào, hay là cúng dường cho cái người ăn xin, thì cái phước nó khác nhau, thì mình phải biết đắn đo, mình phải biết chọn lựa, mình phải biết cúng dường như thế nào để nó có lợi cho mình, cho người và cho chúng sinh đó và cho số đông nữa, thì cái phước nó rất là tăng trưởng. Đức Phật dạy tiếp là những việc đã nêu trên hành giả luôn thực hiện, phước đức càng thêm lớn như nước sông về biển. Cái điểm này quý vị nhớ là tất cả những cái dòng nước, nước suối, nước sông, nước mưa, nước ao, nước hồ vân vân đều dễ chảy về biển cả hết. Cái nghĩa này rất là rộng. Nhân đây nói về cái lòng từ, biển là cái lòng bao la, cái lòng rộng lớn, cái lòng bao dung. Mà người nào mà tu thành mà có cái tâm từ lớn, rộng lớn thì lúc bây giờ được chư thiên hộ pháp, người ta quán chiếu mà người ta ủng hộ mình. Do đó cái người mà có cái tâm từ lớn và cái thực hành lớn rồi thì cái tâm của họ giống như biển như vậy, nó rộng bao la thênh thang. Biển thì nó không có cái ngần mé. Một cái đề tài mà biển đó thì quý vị nhớ là một cái đề tài đó nó rộng lớn, thầy sẽ chia sẻ một cái bài pháp thoại riêng về cái đề tài là ý nghĩa về biển, những chất liệu trong Phật pháp về biển cả đó quý vị, thì thầy sẽ chia sẻ cái bài đó cho quý vị sẽ nắm vững được hơn. Thì nhân đây thì thầy cũng chia sẻ cái bài hát về ý nghĩa về biển nha. Và xong thầy xin hát cho đại chúng nha. Con chưa từng thấy biển, con chỉ thấy dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì biển thì rộng mênh mông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp hơn sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nhưng
biển thì rộng mênh mông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng thênh thang, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp hơn sông. Mình thấy ý nghĩa chưa? Đó, thì cái bài này thầy sẽ có một cái bài pháp thoại riêng ý nghĩa về sông và biển, sau đó sẽ hát đầy đủ hơn và nói tiếng Mỹ nữa. Thì hôm nay quý vị đã nghe thì cái trường hợp này như nước sông và biển, thì nước sông á, khi mình làm cái điều lành điều thiện thì bao nhiêu con nước của nước hồ, nước sông, nước mưa, nước suối vân vân đều chảy ra biển cả. Thì nói rằng cái biển là bao la rộng lớn, thì chúng ta là một cái người mà có cái cách tu, một cái người mà ứng dụng có cái hành nguyện đi vào đời rồi đó, thì chúng ta có cái tâm từ tâm bi nó bao la rộng lớn như biển cả, thì chúng ta có thể độ hết tất cả những ai mà có cái tâm hẹp hòi, những ích kỷ, tham lam, bốn rẽ, hận thù, bạo động, và chúng ta có cái tâm từ rộng lớn bao la thì chúng ta độ hết những cái thành phần đó. Mà khi mà chúng ta độ được thì bao nhiêu con nước ở sông hồ, nước mưa, nước suối đều chảy về biển cả. Thì mình làm được như vậy thì phước đức lớn, góp phần đem lại an lạc cho gia đình, học đường và xã hội. Đó là cái ý nghĩa về cái bài kệ mà Đức Phật tóm tắt về lục phương mà chúng ta nghe, chúng ta thấy và ứng dụng vào tâm. Thưa đại chúng, mà sáu phương được Đức Phật giảng dạy thì ở trên đây là sáu mối quan hệ đạo đức tương thức với nhau rất là mật thiết giữa gia đình, học đường và xã hội. Thì cái sáu mối cái quan hệ này vừa là đạo đức nè, vừa là đạo đức của xã hội, đạo đức gia đình và đạo đức của học đường, và nó vừa cái đời sống giáo dục này giữa vợ và chồng này, người nhân viên và người điều hành này, và người cư sĩ và xuất sĩ nè, và mình đối với người thân quý, và mình đối với bạn bè này, và giảng viên, giáo sư đối với người sinh viên, và sinh viên đối với người giảng viên vân vân, hay thầy đối với trò và trò đối với thầy. Cho nên đó, sáu cái mối quan hệ này, cái bài kinh này Đức Phật đó, dựa vào cái chàng thiện sinh, cho nên Đức Phật nói cái ý nghĩa về sáu phương. Cho nên sau khi mà nói cái ý nghĩa sáu phương này thì Đức Phật tóm tắt lại đó là một sáu cái mối quan hệ đạo đức về gia đình, học đường và xã hội rất là mật thiết. Cái sáu phương này nó chứa đựng cái giá trị nhân văn, nhập thế, nhân quả, bổn phận và trách nhiệm thật là sâu sắc, và giúp hành giả, giúp cho mọi người có ý thức sống an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Những lời dạy của Đức Phật đó có giá trị rất là thiết thực, mang ý nghĩa thiết thực và thù thắng, vượt thoát thời gian và không gian. Dù các bạn sống ở đâu, nơi nào và quốc gia nào trên khắp thế giới này, nếu các vị khéo léo áp dụng bài kinh thiện sinh này vào trong đời sống hàng ngày, đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng, thì chắc chắn rằng cái bài kinh này và cái lời dạy của Đức Phật sẽ đem lại nhiều cái chất liệu tu tập cho mình, cho người và cho số đông ngay trong cuộc đời này. Thì sau khi mà Đức Phật giảng dạy về sáu phương rồi đó, thì chàng thiện sinh đó cảm thấy hoan hỷ vô cùng, và đứng trước Đức Phật và tăng đoàn, thì chàng thiện sinh này á mới đảnh lễ Đức Phật và tán thán những lời rất là có ý nghĩa. Cái những cái ý nghĩa này chúng ta phải nắm cho nó vững và chúng ta có thể học thuộc lòng, bởi vì nó rất là sâu sắc quý vị. Thì chàng thiện sinh về đứng trước Đức Phật và tăng đoàn, sau khi nghe Đức Phật giảng dạy về ý nghĩa cái lục phương đó, thì Đức Phật nó giảng chi tiết như vậy đó, thì chàng thiện sinh này đứng trước Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, rồi
nói những lời ý nghĩa như thế này, tán thán như thế này. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Đức Thiện Thệ, giáo pháp do chính Đức Phật khéo thuyết giảng rất thiết thực hiện tại, có giá trị cụ thể và rõ ràng, đã thấm sâu vào tâm con, làm cho tâm con hiền ra, mềm ra và thiện ra. Phật pháp đã khai mở tâm con bừng sáng ra, như người dựng đứng dậy những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị úp, mở toang ra những gì bị đóng kín, phô bày ra những gì bị che giấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tận. Như đi trong đêm tối gặp được ánh sáng, như người mù mắt được sáng ra, bằng nhiều phương pháp giảng dạy khéo léo, Đức Thế Tôn đã giúp cho con nhìn thấy rõ mọi sự vật sáng tỏ như ánh sáng ban ngày. Quý vị thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời đi. Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn, và phát nguyện thực hành 5 điều đạo đức trọn vẹn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Người thấy sâu sắc không? Thấy ý nghĩa không? Chỉ cái lời bài kinh này mà Đức Phật giảng dạy cho sáu phương cái ý nghĩa đó, chàng thiền sinh này tự nhiên cái tâm họ mềm ra, hiền ra và thiện ra. Tự nhiên ông ta đứng trước, đối trước Đức Phật và Tam Bảo đó, tăng đoàn đó, ông chấp tay lại, nghe cái lời giảng của Đức Phật là ông chấp tay, ông thành kính, ông hướng về Đức Phật và ông nói những lời ý nghĩa và thiết thực như sau. Thầy đọc lại cho quý vị nghe nha, thầy nói lại, giảng lại cho quý vị nghe. Thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Đức Thiện Thệ, giáo pháp do chính Đức Phật thuyết giảng rất thiết thực hiện tại, cụ thể và rõ ràng, đã thấm sâu vào tâm con, làm cho tâm con mềm ra, hiền ra và thiện ra. Phật pháp đã khai mở tâm con bừng sáng ra, như người dựng đứng dậy những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị úp. Quý vị thấy ông dùng cái hình tượng, cái ví dụ rất là rõ ràng và cụ thể lắm quý vị. Quý vị đọc là nếm được cái từng câu từng chữ, quý vị thấy cái ý nghĩa của nó. Mở toang ra những gì bị đóng kín, phô bày ra những gì bị che giấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tận. Như đi trong đêm tối gặp được ánh sáng, như người mù mắt được sáng ra, bằng nhiều phương pháp giảng dạy khéo léo, Đức Thế Tôn đã giúp cho con nhìn thấy rõ mọi sự vật sáng tỏ như ánh sáng của ban ngày. Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Con phát nguyện thực hành 5 điều đạo đức trọn vẹn. Quý vị thấy hay và ý nghĩa chưa? Rất là tuyệt vời. Chỗ này mà quý vị nghe là quý vị thấm liền. Càng học càng nghe Phật pháp là tâm quý vị mềm ra, hiền ra và thiện ra. Chúng ta cũng phải ảnh hưởng một cái vị cư sĩ, một cái vị Bà La Môn, một cái chàng thiện sinh là con của vị Bà La Môn, mà khi mà nghe Đức Phật giảng dạy sáu phương này, tự nhiên á, cái tâm của họ hiền và thiện ra, mềm ra và nói những lời từ cái tâm chân thành của mình để chia sẻ và đảnh lễ Đức Phật như vậy đó. Không, và 5 điều đạo đức đó là gì? Một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Thì 5 cái yếu tố này,
năm cái điều đạo đức này thầy có dịp thầy giảng và chia sẻ lại. Và hai là xả bỏ tâm bổn sáng, tham lam, phát tâm bố thí, cúng dường và hộ trì tam bảo bằng cách ý thức không lấy của, không cho. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối bằng cách ý thức không tà hạnh, không ngoại tình và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Bốn là nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ và dễ thương, đem lại lòng tin cậy lẫn nhau bằng cách ý thức không nói dối. Năm là bảo vệ sức khỏe, tráng kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường và cho xã hội bằng cách ý thức không sử dụng các chất say, các chất ma túy, kể cả các việc hút thuốc lá, chơi cờ bạc, chơi các trò chơi game điện tử, bạo động và trực tuyến. Khi ý thức tránh xa các chất độc tố đó thì pháp học, pháp hỷ, pháp hành, pháp lạc, pháp thành có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Sau khi chính thức trở thành người đệ tử thuần thành của Đức Phật thì chàng cư sĩ thiện sanh này vô cùng hoan hỷ, giữ vững niềm tin nương tựa tam bảo, áp dụng và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày để đem lại lợi lạc cho quần sanh. Chàng cư sĩ thiện sinh này phát nguyện sau khi mà nghe Đức Phật giảng dạy ý nghĩa sáu phương này thì cư sĩ thiện sinh này từ một cái người ngoại đạo, từ cái người khác tôn giáo mà nghe ý nghĩa này, sau đó cái vị thiện sinh này trở thành đệ tử Đức Phật, đệ tử của Tam Bảo liền ngay từ vậy đó. Và ông ta phát nguyện là từ nay cho tới trọn đời con trở thành người cư sĩ tại gia, và phát nguyện là nương tựa Tam Bảo và phát nguyện thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cái lời của ông tán thán được trong kinh điển và Đức Phật đã ghi rõ chi tiết một, thì chúng ta nghe cái bài kinh này mặc dầu là kinh thiện sinh chàng cư sĩ, nhưng mà thật ra cái vị cư sĩ này lúc này là tượng trưng cho mỗi chúng ta đó quý vị. Hồi giờ chúng ta học Phật pháp, chúng ta chưa có duyên nghe được đạo Phật pháp thoại lời dạy của Đức Phật. Hôm nay chúng ta nghe được chư tôn đức tăng ni cũng như quý thầy quý ông giảng dạy, chúng ta tiếp xúc được cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng phải trở thành như là một người thiện sinh này. Một thiện sinh ở đây trong trường hợp này là mỗi chúng ta, mà thiện sinh á, nếu mà số nhiều là chỉ cho tất cả chúng ta, thì chúng ta có duyên học được Phật pháp rồi, tiếp xúc được chánh pháp của Đức Phật rồi, chúng ta phải phát nguyện như ngài cái chàng thiện sinh, cư sĩ thiện sinh, từ nay cho tới trọn đời chúng con phát nguyện nương tựa Đức Phật, nương tựa chánh pháp bi diệu và nương tựa tăng đoàn an lạc. Tất cả quý thầy quý sư cô mà người có tu học và có tài và có đức là thầy của con, chúng con không nương tựa và thần tượng một thầy, một sư cô cá nhân nào, bởi vì trong cái chất thầy nó có chất phàm, trong chất sư cô nó có chất phàm, tăng nó có chất phàm tăng. Do đó chúng con không thần tượng bất cứ ai hết, mà chúng con thần tượng tất cả quý thầy quý sư cô nào có tu, có thực hành, có giảng dạy Phật pháp, có ứng dụng Phật pháp, có đạo hạnh, thì chúng con xem những vị đó là thầy là sư cô của mình. Và chúng con nguyện từ nay cho tới trọn đời chúng con chỉ nương tựa Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, và thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn để sống đem lại an lạc cho mình, cho người, cho số đông, và góp phần đem lại hòa bình an vui cho thế giới nhân loại ngày nay. Quý vị thấy hay chưa? Ý nghĩa lắm đó quý vị. Chúng ta học rồi chúng ta cảm thấy chúng ta trở thành một người thiện sinh ngay từ bây giờ, chúng ta hiểu được, chúng ta ứng dụng được và chúng ta nếm được pháp lạc được. Ngay từ bây giờ chúng ta phải phát nguyện là người hộ trì tam bảo, là người thực hành Phật pháp để ủng hộ
bằng cho cái tự thân của mình cũng như là cho tha nhân trong cái đời sống gia đình của mình, chúng ta thấy là rất là vui. Thì cái bài pháp thoại này hãy tóm tắt về cái bài kinh Thiện Sinh bằng tiếng Việt. Ngày mai xin đại chúng hiểu và thông cảm, ngày mai thầy chia sẻ pháp thoại bằng tiếng Mỹ, tóm tắt cái bài kinh Thiện Sinh này bằng tiếng Mỹ. Ngày mai chúng ta sẽ nghe, ngày mai chúng ta không có nghe tiếng Việt đó nha. Ngày mai thì chia sẻ bài tóm tắt cái bài kinh Thiện Sinh này bằng tiếng Mỹ. Xin đại chúng hoan hỷ và lắng nghe. Chứ để làm sao mà thầy không có nói tiếng Việt thì ngày mai thầy nói tiếng Mỹ đó. Bữa nay thầy chỉ nói tiếng Việt thôi. Thì đại chúng xin hoan hỷ và lắng nghe. Và ngày mai thầy sẽ pháp thoại bằng tiếng Mỹ về cái tóm tắt cái bài kinh Thiện Sinh này. Trước khi mà chúng ta dừng nghỉ ở nơi đây thì cũng như những lần khác, thì những gì mà chúng ta học và nghe pháp thì chúng ta cũng gửi cái năng lượng lành, năng lượng từ bi, từ bi và trí huệ cho tất cả pháp giới chúng sinh này, cho những người đang mắc bệnh đại dịch corona này, nghe kinh, nghe kệ, nghe lời Phật dạy và sớm gặp thầy hay thuốc giỏi, mau mau lành bệnh và với gia đình sống an vui và hạnh phúc. Và mình cũng cầu nguyện cho tất cả những vị các nhà chính trị, các nhà y khoa sớm chế tạo ra những cái thuốc vaccine thiết thực và hữu hiệu để trị cái đại dịch corona toàn cầu này, để cho dân chúng trên thế giới này, trong đất nước Hoa Kỳ, ở Việt Nam cũng như các nước ở trên thế giới này được nối vòng tay lớn làm ăn và kết nối lại cho nhịp nhàng. Và cũng xin cầu nguyện cho tất cả những ai mà vì nghiệp riêng, vì đại dịch corona này lâm chung, thì nhân đây cũng nghe kinh, nghe kệ, nghe lời Phật dạy, nghe Phật pháp, sớm sanh về thế giới an lành. Thì xin cầu nguyện cho chư vị hương linh, trước nhất là cầu nguyện cầu an cho bệnh nhân Phan Kim Mãnh, pháp nhân Đức Viên. Và cầu an cho bệnh nhân là Lương Thị Cúc đang nằm tại ở Cali và ở thành phố Chicago. Một vị là Lương Thị Cúc đang nằm bệnh ở San Jose. Và thầy cũng cầu nguyện cầu siêu cho chư vị hương linh có cái tên là La Trắc Đức, bản sanh ngày 30 tháng 4 năm 2020. Và cầu nguyện cho hương linh là Nguyễn Thị Anh Thư, pháp danh Nguyên Vinh, bản sanh ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân. Và cầu nguyện cho hương linh là Nguyễn Văn Đàm, pháp danh Thị Vinh, hương linh Đỗ Văn Ngọc, pháp danh Thị Phước, hương linh Huỳnh Thanh Nghĩa, pháp danh Quảng Nghĩa, hương linh Nguyễn Thị Thông, hương linh người Thái Lan tên là Ponas Intensenas Sani. Tất cả chư vị hương linh nghe lời Phật dạy sớm sinh về thế giới an lành, và xin gửi năng lượng từ bi trí huệ cho pháp giới chúng sanh này được an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe pháp thoại, chúng ta vừa nghe tóm tắt bài kinh Thiện Sinh bằng tiếng Việt. Thì ngày mai thầy sẽ chia sẻ bài kinh Thiện Sinh này bằng tiếng Mỹ để cho đại chúng, trong những người Mỹ, người ta hiểu thêm và người ta biết thêm. Thầy cũng thông báo trước ngày mai thầy cũng chia sẻ tiếng Việt cũng một hai câu thôi, chứ mà hầu hết là tiếng Mỹ nhiều, chỉ với quý vị hoan hỷ và lắng nghe ha. Thì những ai mà nghe pháp thoại bữa giờ hoặc là bữa nay hoặc là mấy bữa trước, thì quý vị có thể bấm chữ like hoặc là chữ share để cho những người bạn của mình, những người nào có cái tâm học hỏi Phật pháp thì người ta nghe thêm, người ta học hỏi thêm, để mình cũng góp phần là hoàn dương chánh pháp cho đại chúng. Thì thưa quý vị, bài chia sẻ pháp thoại về tóm tắt cái ý nghĩa kinh Thiện Sinh, quý vị đã biết rồi, đã hiểu rồi, thì chúng ta còn nghe lại để chúng ta thấm nhuần cái lời dạy Đức Phật nhiều hơn. Và cái ý nghĩa từng cái phương trên, phương dưới, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, quý vị cũng cố gắng và lắng nghe, để chúng ta càng nghe lời Phật pháp thì chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn. Thì mỗi chúng ta là một chàng thiện sinh,
mỗi chúng ta là một cư sĩ thiền sinh. Ban đầu chúng ta chưa có duyên học hỏi được lời dạy của Đức Phật, mà hôm nay chúng ta nghe Phật, nghe lời dạy Đức Phật, nghe chư tăng giảng dạy, nghe thầy trụ sĩ giảng dạy, thì quý vị tất cả chúng ta là một người cư sĩ thiền sinh, để chúng ta phát nguyện thực hành và hộ trì Tam Bảo để sống với đời sống ý nghĩa hơn. Thì cuối cùng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị cũng như người thân người thương của quý vị được an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính chúc chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử gần xa được an lành trong chánh pháp. Nam mô Sakya Mâu Ni Phật. Xin dừng ở đây nha. Kính chúc đại chúng an lành.